Mình cho con tham gia học UCMAX từ lúc con 5 tuổi. Ra là mình rất là bất ngờ khi mà con đạt được cái thành tích như vậy. Nó cũng là ngoài cái sự hy vọng của mẹ. Thì với mình thì con học UCMAX chỉ là một niềm vui để con có thể rèn luyện thôi. Nhưng mà cũng không ngờ là con đạt được thành tích như vậy. Mình rất là hài lòng khi mà con học tại trung tâm UCMAX Thanh Hà. Bởi vì là các cô rất là nhiệt tình và nói chung là dạy dỗ con rất là đến nơi đến chốn. Mình rất là cảm ơn các cô. Cái mà mình thích nhất ở UCMAX đấy chính là cái khả năng tư duy. Thứ nhất là khả năng tư duy, thứ hai là cái con có thể chịu được cái áp lực. Con có thể chịu được. Và tức là con sẽ để rèn luyện cái khả năng ghi nhớ của con rất là tốt. Ra là em cũng rất là ngạc nhiên khi mà từ phía trung tâm là gọi điện đến tới trường và gia đình cô. Rất là ngạc nhiên là không nghĩ là bạn Hưởng đã đạt được cái giải quân 2. Nhất là đối với phụ huynh của Hưởng, rất là vui ạ. Bạn Hưởng ở trong lớp, từ khi bạn bắt đầu bước chân vào học lớp 1 ấy, thực ra là cái tư duy cũng như là cái tính toán của bạn, tất cả các hoạt động rất là nhanh nhạy, rất là vượt trội so với cả lớp. Ở bên trung tâm em thấy các bạn nếu như có khả năng, theo em nghĩ thì đối với bạn nào thì cũng có thể tham gia học chương trình này. Chương trình này thì rất là hữu ích bởi vì giúp cho các bạn tư duy và nhớ lâu hơn, nhất là đối với các bài học thuộc lòng ấy thì các bạn học thuộc nhớ lâu lắm ạ.